Đây là cái hành trình đầu tiên mà do BMW Việt Nam tổ chức tại miền Nam với những dòng xe mà X3, tức là có những chiếc như là X3, X5, X6, X7. Điều chú ý, cái điều đặc biệt của hành trình này là hãng sử dụng những chiếc xe gầm cao để phục vụ cho ngoài cái mục đích mà đi trên đường phố á, mà còn đem vô những con đường off-road nhẹ cho thấy là cái khả năng vận hành của nó. Thì cảm nhận đầu tiên đó là xe BM càng ngày càng khác với BM ngày xưa. Trước đây thì chúng ta khi nhắc tới BM là một cái xe nó hơi thô và dành cho đàn ông. Thì BM bây giờ đã mềm mại hơn và dành cho tất cả mọi người. Thì điều đó là mình cảm thấy là tốt thôi. Mình lái cũng được, hay là bà xã mình lái cũng được, hay là tất cả những người phụ nữ đều có thể lái được chiếc xe này. We are bringing some of the participants to do some off-roading. As you can see at the back, we have some deep ruts, and it rained yesterday, so it makes it really challenging. But X-Drive works wonderfully, makes everything look so simple, and it's a great opportunity for everyone to experience what this BMW X-Drive is all about. X-Drive hoạt động vô cùng hiệu quả, mang đến cho những người lái sự yên tâm khi mà bạn đi xuống dốc thì không hề có một sự khó khăn nào, cũng như là xe sẽ giữ được cái tốc độ cũng như là cái sự ổn định thân xe, giúp cho những cái hành trình vượt qua rất là dễ dàng. Và có thể nói thì với những chiếc xe BMW thì hệ dẫn động X-Drive thật sự là tuyệt vời, nó mang cho mình cái cảm giác yên tâm, an toàn và có thể tận hưởng hết cảm giác lái một cách tối đa. Đầu tiên được trải nghiệm được những cái hệ thống vận hành của X-Drive qua các cung đường đèo và cung đường off-road, và hy vọng là những dòng xe BMW là một trải nghiệm rất là thú vị đến những bạn nào mà đang quan tâm đến cái xe mà nó có thể vừa đi đường on-road và off-road.